với những anh em khi mà chọn mua laptop gaming mà lại có cái tư duy thực dụng á thì thông thường anh em sẽ chọn mua theo kiểu là anh em có một cái mức ngân sách, một cái mức budget cụ thể đúng không? Sau đấy anh em sẽ tìm những cái con laptop mà có cấu hình cao nhất nằm trong cái khoản ngân sách của anh em để anh em mua và thực tế là trước đây khi mà mình chọn mua laptop gaming á thì mình cũng thường uh, chọn mua theo kiểu như vậy nhưng sau khi mình có một thời gian cũng như là có cơ hội được trải nghiệm nhiều cái dòng laptop gaming khác nhau á thì um, mình nhận ra rằng là với những con laptop có mức giá rẻ nhưng lại có cấu hình cao thì anh em sẽ phải chấp nhận đánh đổi một số những cái trong cái quá trình sử dụng à, và ở trên bàn mình đây là một con laptop MSI Cyborg 15 với một cái mức giá 22 triệu 500 ngàn anh em sẽ có cấu hình là Core i5-12450H nè RAM 8GB DDR5 và đặc biệt là RTX 4050 và theo như những gì mà mình research thì ở thời điểm mình đang quay cái video này đây là con laptop có RTX 4050 nhưng lại có mức giá rẻ nhất thì mình sẽ muốn dùng chính cái em MSI Cyborg 15 này để nói lên những cái mà anh em sẽ phải đánh đổi nếu như lựa chọn một con laptop giá rẻ nhưng lại có cấu hình cao. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên á, là mình sẽ muốn nói một chút về cái thiết kế của con MSI Cyborg 15 này đi. Thì đối với mình ở một con laptop gaming thì mình thấy rằng đây là một con máy có thiết kế đẹp. Điều mà mình ấn tượng nhất á là những cái cạnh hông, những cái cạnh xung quanh của cái con máy này á được làm bằng một cái chất liệu nhựa nó hơi trong suốt, nó khá là giống với những cái con kit bằng phím custom mà anh em hay gọi là kiểu phím đèn ngủ đó, ừ, thì nó hơi giống như vậy. Tức là anh em có thể hơi phần nào đấy nhìn thấy được những cái linh kiện bên trong của cái con máy này và cái mặt mà mình ấn tượng nhất ở con laptop này thì nó lại nằm một cái mặt D cơ, là cái mặt mà thường là không ai nhìn tới nhưng mà hãng nó lại được thiết kế đó là châu chuốt có rất là nhiều những cái họa tiết trang trí các thứ. Thì nhìn chung đây là một con máy đối với mình là có thiết kế tương đối đẹp. Rồi, điểm mà mình ấn tượng tiếp theo ở cái con MSI Cyborg 15 này á là nó là một con laptop gaming nhưng mà rất là mỏng và đặc biệt là rất là nhẹ nha Dưới 2kg cho một con laptop gaming Đối với mình là rất là nhẹ rồi đó Mà dù là có trọng lượng nhẹ như vậy Nhưng mà cái phần mặt A của máy nè Vẫn được làm bằng kim loại Và khi mà mình lật máy lên á Thì uh, Ngay lập tức là mình thấy cái điểm mình không thích Đầu tiên cái con máy này đó chính là cái phần bàn phím à, về cảm giác gõ thì nó hơi hành trình phím nó hơi ngắn một xíu so với cái sở thích của mình và với những cái con laptop gaming á, thì thông thường mình sẽ thích những cái con mà nó có hành trình phím nó dài một chút tiếp theo là cái mà mình không thích nhất ở cái bàn phím này nó lại nằm một cái phông chữ phông chữ nhưng nó rất là to và uh, nó làm mình liên tưởng tới những cái con laptop à không những cái con bàn phím cơ của uh, corsair hồi xưa á. tức là phông chữ rất to và thường thì mình không thích những cái 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 phong chữ trên kia cáp mà nó là to như thế này cộng thêm với việc là nó lại có một cái màu led nó hơi xanh mình không biết đây là xanh cyan hay là turquoise gì đấy nhưng mà nhìn chung là mình cũng với một con laptop gaming á, thì mình thấy cái màu này nhìn nó hơi hiền và đến cái phần numpad thì anh em có thể thấy á, cái phần numpad trên cái con bàn phím này có layout cực kỳ dị luôn cái nút enter thì lại để ở dưới và nó rất là to và nó lại nằm ngang thay vì nằm dọc như một số những cái con laptop khác ha cộng thêm với một cái là cái phần phím số thì nó cái khoảng cách giữa các phím nó rất gần nhau cho nên là khi mà mình sử dụng á mình khó bấm lắm và thông thường thì mình vẫn sẽ uh, ưu tiên mình sử dụng cái hàng phím số ở cái mặt trên của cái dàn alpha hơn uhm, về trackpad á, thì uh, ok kích thước không phải là quá to nhưng đối với mình là đủ dùng và các phím bấm cũng nằm ở mức chấp nhận được à và chưa kể đến là cái phần bản lề này nè thì uh, mình thấy trước giờ khá là nhiều anh em phàn nàn về bản lề trên những cái dòng laptop gaming của MSI nhưng mà với em này thì mình thấy là ok nha À, khoan nói về cái chuyện là nó có bền hay không bởi vì à, về độ bền thì cần rất là nhiều thời gian để test nhưng mà với một cái con máy mới mà mình vừa nhận được thì cái cảm giác lật bản lề ok khá là chắc chắn và có thể lật được bằng một tay với một cái con laptop có trọng lượng nhẹ thì mình thấy đây là một điều đáng khen đó. Thêm một cái điểm nữa và về cái mặt thiết kế của cái con máy này là nhìn chung là cái độ hoàn thiện nó cũng chỉ ở mức trung bình thôi, nó tương xứng với cái mức giá của nó. Thì uh, cụ thể á, là ví dụ như anh em có thể sờ lên những cái phần cạnh của cái 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 mặt B á của cái phần màn hình á thì anh em thấy rằng là nó được nó không được xử lý quá kỹ đâu. Khi mà anh em sờ mặc dù nó là bằng nhựa thôi nó không có làm đứt tay anh em được nhưng mà cảm giác nó khá là sắc. Nó không có được bo mịn như là những cái dòng laptop cao cấp hơn. Thì đấy, đây là cái điều mà mình muốn nói đầu tiên để khi mà anh em phải đánh đổi khi mà lựa chọn một cái con laptop giá rẻ nhưng có lại có cấu hình cao đó là cái sự hoàn thiện của cái phần vỏ máy. Cái đánh đổi tiếp theo mà anh em cần phải lưu ý nè đó chính là cái dàn cổng kết nối trên con máy này thì uh, con máy này có tổng cộng 3 cổng USB thôi một cổng C và hai cổng A cổng C sẽ có băng thông là USB 3.2 Gen 2 uh, tích hợp luôn DisplayPort 1.4 có băng thông tối đa là 10 gbps uh, per second 10 gbps trên dây đó còn hai cổng A sẽ là có băng thông là USB 3.2 Gen 1 tức là chỉ có 5 gbps thôi thì um, đây những cái cổng kết nối là những cái cổng nó rất là bình thường thôi. Nó tốc về tốc độ cũng như là về số lượng nó cũng không phải là một cái gì đó quá ấn tượng. Bởi vì những cái con laptop uh, gaming uh, ở năm 2023 này á thì nó đã có những cái cổng USB 3.2 Gen 2 x2 có băng thông uh, lên đến 20 GB thậm chí là có những con có USB 4 hay là Thunderbolt 4 có băng thông lên đến 40 GB trên dây rồi. Và cái điểm uh, anh em phải đánh đổi tiếp theo mà đối với mình cũng là cái đánh đổi lớn nhất nó lại nằm chính ở cái hiệu năng của con máy này. Nghe thì hơi kỳ đúng không? Bởi vì đây là một con máy mà có cấu hình cao mà tại sao mình lại nói là nó bị đánh đổi anh em phải đánh đổi về hiệu năng. Thì đây để mình giải thích cho anh em ha. Uh, mình sẽ nói về cái con RTX 4050 trên con máy này trước. Thì cái con RTX 4050 trên con MSI Cyborg 15 này bị giới hạn cái mức công suất tiêu thụ điện ở 45W. So với cái mức ừ, tiêu thụ điện Mà mình thấy thông thường trên những con laptop gaming à, Sử dụng RTX 4050 Nó sẽ nằm vào khoảng tầm 90 cho đến gần 100W Tức là nó bị bóp lại 1 phần 2 à, Cái mức điện năng tiêu thụ Thì với cùng một cái nhân GPU Với cùng cái mức VRAM Cùng toàn bộ những cái số nhân Với như là nhân CUDA, nhân Tensor, nhân RT Mà lại bị giới hạn lại ừ, Điện năng tiêu thụ như vậy Thì anh em biết cái việc gì nó đang xảy ra rồi đúng không Nó sẽ bị giảm xung nhịp Thì à, với cái bài test Uh, 3D Max Time Spy mà mình chạy trên con MSI Cyborg 15 này Thì xung nhịp của GPU khi full load nó chỉ nằm ở từ 1.6 cho đến 1.7GHz thôi So với cái 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 xung nhịp mà thường thấy trên những cái dòng mà RTX 40 series á Mà sử dụng tiến trình 5 nanomet mới đó Thì xung nhịp nó sẽ đạt từ tầm 2.6 cho đến 2.7GHz cơ Tức là anh em đã mất bao nhiêu rồi à? Mất 1GHz luôn Chính vì vậy cho nên là cái điểm số khi mà mình chạy cái bài test uh, 3DMark Time Spy nó cho ra là tầm xấp xỉ 6.000 điểm. Tức là nó chỉ tương đương với một con RTX 3050 Ti mà được bung hiệu năng ở tầm uh, 100W thôi. Còn nếu như với một con RTX 4050 bình thường mà được gọi là bung lụa hiệu năng chạy ở tầm 90-100W đó thì điểm số nó sẽ uh, cao hơn khá là nhiều. Tuy nhiên á với những cái tựa game mà sử dụng những cái nền uh, API cũ hơn ý mà nói là csgo á, sử dụng đế chính thì cái cách khai thác phần cứng của nó nó sẽ khác so với những cái tựa game sử dụng những cái api mới uhm, thì thông thường là khi mà anh em chơi csgo á, thì nó ít khi nào nó full load cpu lắm cho nên là khi mà bị giới hạn power limit như vậy, cái xung nhịp của con GPU á nó vẫn được đẩy lên khá cao. Cụ thể là khi với cái con máy này khi mà mình test á thì nó lên được tầm 2.4 GHz và FPS khi mà mình test với CS:GO á nó được duy trì phần lớn thời gian là trên 200 FPS, trừ khi mà anh em chui vào smoke thôi thì nó sẽ bị giảm xuống rất nhiều thì nói chung cái game này nó cái cái cách mà nó khai thác phần cứng là như thế rồi. Thì với những cái khi mà anh em dùng cái con RTX 4050 này mà chơi CS:GO á thì theo mình là nó sẽ có cái hiệu năng cao hơn so với khi anh em dùng RTX 3050 Ti tương đối nhiều đó còn với những cái tựa game sử dụng API mới thì như mình nói rồi hiệu năng nó sẽ tương đương với uh, RTX 3050 và có thêm một cái bonus nữa là với cái con RTX không này thì nó là 40 series cho nên là anh em sẽ được trải nghiệm những cái công nghệ mới ví dụ như là DLSS 3 hay là uh, frame generation và hiệu quả của DLSS 3 hay là frame generation thì mình đã nhắc đến rất nhiều trong những cái video trên kênh rồi, anh em có thể xem lại những cái video đó để nắm hơn ha. Đến với hiệu năng của CPU thì mình đã thấy hiệu năng CPU trên con máy này ok nha. Uh, với cái con i 5 12450 h trên cái con MSI Cyborg 15 này thì hãng xếp cho nó một cái mức uh, power limit 2 là 80w tức là nó sẽ thấp hơn một chút so với cái thông số uh, power limit tối đa mà uh, Intel công bố trên trang chủ là 95w thì khi mà mình chạy cái bài test uh, Cinebench r23 đó thì cái mức power limit nó sẽ đẩy lên power limit 2 là 80w nhiệt độ cao nhất nó sẽ tầm 97 độ à, chạy một thêm một khoảng thời gian nữa thì nó sẽ hạ dần hạ dần về cái mức power limit 1 của máy là 55W và nhiệt độ thì nó sẽ lanh quanh tầm 80, tầm 8X nhìn chung mình thì mình thấy đây là một cái mức hiệu năng CPU ok đặc biệt là trong một cái thân hình máy nhỏ gọn như thế này thì à, kết luận lại á, thì anh em cũng có thể thấy rằng á, là với một cái con laptop gaming á, thì ngoài cái cấu hình về thông số ra nó còn có rất nhiều những cái yếu tố mà anh em cần phải test, anh em cần phải lưu ý. Ví dụ như là về cái cách mà hãng họ tối ưu cái dòng máy nó như thế nào. Thì uh, thực ra với con MSI Cyborg 15 này nè, là hãng cố tình họ làm một cái con laptop gaming mỏng nhẹ, nhưng lại có cái hiệu năng ở mức vừa đủ chứ không phải là nó bung hết được tất cả những cái hiệu năng được trang bị bên trong uh, cái máy này. Và cái việc cái thân máy mỏng nhẹ nó không chỉ đến từ cái kích thước máy đâu mà nó còn đến từ cái cục sạc nữa vì cái cục sạc của cái con máy này để nó chạy được ở hiệu năng này nó chỉ cần 120w, một cái cục sạc 120w thôi à, so với những thông thường những cái con máy mà có cấu hình ví dụ như là i5 và RTX 4050 thì nó phải cần đến 230w lận và cái cục sạc nó to và nó nặng hơn rất là nhiều cho nên là về tính di động á, thì cái con Cyborg 15 này nó ăn chặt so với những cái con laptop gaming theo cái kiểu truyền thống Ờ thì đó là những cái mà anh em sẽ phải đánh đổi thôi, sẽ phải cân nhắc và anh em sẽ phải hiểu rõ rằng nhu cầu của mình nó ở đâu, nó nằm ở hiệu năng hay là nó cần phải trung hòa cả về cái sự mỏng nhẹ, về cái tính di động. Thì đó là những cái mà mình thông tin mà mình muốn gửi đến anh em trong cái clip này về cái con MSI Cyborg 15 cũng như là một số những cái chia sẻ của mình để anh em có thể chọn được một cái dòng laptop gaming phù hợp nhất với anh em ha. Ờ nếu mà anh em có bất kỳ đóng góp gì với mình về nếu như mà anh em có bất kỳ đóng góp nào cho mình cũng như là những cái nội dung trên kênh thì anh em có thể để lại dưới phần comment ha ờ, mình xin anh em một like một share cũng như là subscribe cho kênh nhé còn bây giờ thì bye bye